Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung triển khai công tác sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ nhằm đảm bảo ổn định tình hình kinh tế và xã hội. Theo đó, thì các bộ, cơ quan, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai giải quyết, xử lý công việc ngay sau khi nghỉ Tết, bảo đảm chất lượng và tiến độ, thực hiện nghiêm kỷ cương kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, không tổ chức du xuân, dự lễ hội, liên hoan lãng phí. Chỉ đạo cũng đưa ra các nhiệm vụ chính gồm khẩn trương trình đề án xử lý nợ xấu, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu, theo dõi sát diễn biến thị trường, giá cả, góp phần kiểm soát lạm phát năm 2013. Chỉ đạo cũng đề cập tới việc ngăn chặn dịch lợn tai xanh, cứu trợ nhân dân trong mùa giáp hạt và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt trong mùa lễ hội.